Vâng, Sumer tới từ Mạnh Hào, bên kia là hai Greek. Vâng, một Greek, một cho soi, một Egypt, một Hitty. Quân bên mình đẹp hơn, một Sumer của Mạnh Hào. Khóc cầm Egypt. U98 cầm AC. Và cuối cùng đây là màn hình máy của game thủ Gua. Vâng, tôi đã bảo rồi, chiến thuật trận này là Gua dâng lờ chéo cánh cho ba người cùng đánh cùng. Mắc binh công nghệ luôn. Vâng, mắc binh công nghệ, có được không ạ? Tôi đã thấy có phải không ạ? Dâng lờ chéo cho ba người cùng đánh cùng R. Quánh một trận để mà cái clip nó lưu lại trong muôn đời. Đầu cánh bên này dâng lờ sang cánh bên kia. Đấy mới gọi là chiến thuật chuẩn. Clip sẽ được lưu lại muôn đời nếu như mà thắng. Còn chớm mà thua thì nó cũng lưu lại muôn đời luôn vì bị ăn chửi. Nó sẽ chửi thì các bạn phải hiểu, nên lúc đấy mà thua thì thôi. Vâng, mà thua thì thôi, các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Thắng thì cũng là một cái gì đó. Vâng, có một cái tít trên cái clip giật lại. Lần đầu tiên trong lịch sử thấy vâng đầu cánh bên này dâng chéo cánh cho đầu cánh bên kia để ba người cùng đánh cùng. Bắc Bình. Vâng, có vòi về, bây giờ bắt đầu là lùa bảy hiệu. Ôi nào, anh em phân công nhau ai là người chém, ai là người cung ấy nhá. Mười ba ông cùng đánh cung là cạn lời đấy. Kèm chỗ ở chỗ nào, nhà em với nhà ai? Mẫu bốn kẹp xăm ở 6 giờ à? 6 giờ có một người kẹp xăm. Bốn mà bốn là Greek. Như vậy là AC đang xung phong đánh chém trận này. U98 quay lại với màn hình máy của Vua, người cầm pơ 25 dân lên đời có lẽ sẽ sớm nhất bên phía của team Game TV ăn. Vâng, ăn tranh với người cầm Greek. Vâng, liệu có chung kết của xế đấu thứ tư không? Nghe nói đây là xế đấu cuối cùng rồi. Bên Nam Định bảo nốt xe này nghỉ, có lẽ là bận về đi ăn liên hoan Việt Nam vào bán kết.
ăn hoàng thì được bái quả và cả một con voi. Thông tin báo về mà một đánh cục và sát mép bản đồ luôn. Đúng rồi, em đi chuẩn luôn rồi đấy. Cung vâng, cung tê tới từ khóc. Vâng, bắn rồi, bị vẩy e con cung tê hơi đen. Bài chui hốc tới từ game thủ không được khóc. Và con sư, cảm ơn con sư tử trong tờ này. Dồn cậu ạ, dồn cậu à, mày dồn cậu mày không, mày dồn cậu. Cảm ơn con sư tử. Vâng, cảm ơn sư tử đã acid trong tuần vừa rồi. Kinh hai luôn. Quay trở lại bãi vàng, tên này vẫn trốn. Ấy, vậy ế. Này thì vậy ế, bắt tê cậu này. Ái chà chà, vâng, màu 4, Exciter. Có thích nhiệt không ạ? À, lại chạy tiếp, vâng. À, lại chạy tiếp. À, đây là vua. Như vậy, đầu cánh của vua là nhà màu 2, người đánh cục. Màu 4 rất yếu rồi. Lên đời rất muộn trận này. Còn đây là màn hình máy của U98, không biết nói gì cả, lặng lặng. Vâng, có một định luật trong team Game TV, khi No 1 cầm ACDN đánh chém là mặc định thua. Vâng, đừng giống người anh dài của mình là được. Đầu cánh là màu 1 và trong cánh là màu 3. Pha vẩy tốt tới từ 8 nhưng không vẩy được tên tiếp theo. Ali vàng thì bảo nhá, 8 cho nó 100 vàng. Mẫu 7 vâng, đây là vua. Tham lai vẫn đang giữ là 26/32, chém với con cung R của Hitty. Tham lai ổn, hoang thì con voi không bắn bãi gỗ ở dưới luôn, bãi gỗ ở dưới kịch góc 6 giờ. Mà lệnh máy của khóc, tham lai 43 là một trận cung R đầy. Hốc là rất kín rồi, ruộng ở trong cùng giờ cứ thế bật phang đi thôi. Vậy cả hai đầu tuần này vào. Vâng, Greg phế, game thủ Exciter, người kẹp xong. Lừa lừa. Đây là màn hình máy của game thủ U98 bị đẩy tới từ cả màu 1 luôn. Nhưng màu 2 cũng đang bị U98 chéo sang một tuần đầu. Còn đây là màn hình máy của vua. Đây, máy vua đây, đẩy thẳng cái màu 2 là chết luôn này, cả U98 bên đấy rồi. Cả vua, cả U98, cả game thủ không khóc sẽ đẩy màu 2. Và đưa về thế chỉ còn một mình nhà màu 1 làm chủ lực bên phía đối phương, đối đầu với Mạnh Hào. Và phải đối đầu với cả khóc luôn. Nào đẩy bắn đi nào. Đi xuyên cánh rừng là tới luôn. Xuyên qua rừng là tới luôn. Bắn. Vâng, tên ốp này chắc chắn chết rồi. Khóc đã đứng ở ngoài bắn. Chạy đâu? Người lạ ơi này, thì người lạ ơi này. Tham 259 tới từ khóc. Bắt đầu cần phải có vàng để... Vâng, bắt đầu cần phải có vàng để có thể nâng đầu máu. Chơi. U98 tham lai 22. Mạnh Hào chưa mất cái gì. Nhưng đang bị đẩy vào rất mạnh mẽ. Có quân không? Sang đỡ Hào tên này. Giữa hai, giữa nhà thì hốc luôn. Đấy, chỗ cái hốc luôn. Ra vậy em bắn chết luôn chứ sao nữa. Mạnh Hào đang chỉ ngồi sóc nguyên dân. Vâng, như vậy là có chung kết của giải đấu thứ tư. U98 lên đời cực sớm, hình như sớm hơn cả Pơ.